Quân đạo trí huệ quản lý Tập 3A Thầy Thái Lệ Húc Giảng ngày 15 tháng 4 năm 2012 Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia Kính chào quý vị hiệu trưởng Xin chào mọi người Lúc nãy Thầy giáo Hà Dẫn chương trình của chúng ta có nhắc tới Quán quân có thể không cần Nhưng phải nghĩ tới sức khỏe của con trẻ Sự trưởng thành của chúng Bao gồm việc học tập của chúng Chúng ta thật sự dùng tâm như vậy Để thương yêu con trẻ quán quân vẫn sẽ nhận được bởi vì con trẻ cảm nhận được tình thương các em đối với trường học có một lòng trách nhiệm có cảm giác dinh dự và động lực này là trường cửu lâu dài quý vị bài huấn luyện bài huấn luyện cái đó chỉ có thể chống đỡ một chút mà thôi thành tích của các em không cách nào lâu dài được thật ra chúng ta phải nhìn cho xa ví dụ các em có tâm suy tính thiệt hơn có thể thành tựu hạnh phúc của các em hay là tâm bình thường có thể thành tựu hạnh phúc của các em khi chúng ta rất coi trọng thành tích tâm được mất của các em sẽ theo đó mà nặng hơn chúng ta nhấn mạnh trong sự nỗ lực thường ngày làm hết sức thuận ý trời dùng tâm bình thường ứng đối thi cử ứng đối thi đấu ngược lại biểu hiện của các em sẽ càng tốt đây đều là vấn đề trong một quan niệm chúng ta có những quan niệm đúng đắn này rồi khi chúng ta đối mặt với thầy cô đối mặt với học sinh đều có thể rất ung dung sẽ không bị ảnh hưởng bởi cả phong khí xã hội tình hình gấp gáp công lợi đó khi chúng tôi nói về giáo dục đức hạnh với các thầy cô các phụ huynh đều sẽ hỏi một vấn đề là điểm số quan trọng hay là đức hạnh quan trọng đại đa số đều sẽ trả lời đức hạnh quan trọng tôi sẽ luôn nói với phụ huynh đây là đáp án chính xác chúng ta không cần đáp án chính xác đó chúng ta cần tình hình thực tế học sinh của chúng ta đều biết viết đáp án chính xác sự đối nhân xử thế thực tế thì sao chúng ta không hy vọng dạy ra những đứa trẻ nói một đường làm một nẻo vậy trước tiên người lớn của chúng ta không thể nói một đường làm một nẻo được bản thân của tôi ấn tượng rất sâu hôm qua cô giáo trần nói rằng phải có sự nhạy cảm giáo dục khi nào mới giáo dục con trẻ thật ra mà nói anytime anywhere bất kỳ lúc nào ở đâu giống như khi các em phạm lỗi có thể là một cơ hội trưởng thành của các em xuất hiện rồi thầy cô giáo chúng ta có tâm thái như vậy dùng sự kiên nhẫn dùng tình thương để bầu bạn các em các em nâng cao nhưng nếu như thầy cô vừa nhìn thấy học sinh phạm lỗi liền nói ngay em lại gây phiền phức cho tôi rồi thầy cô đó sẽ đọa lạc học sinh cũng sẽ đọa lạc cho nên giữa một niệm của thầy cô đối với cuộc đời học sinh có ảnh hưởng rất là lớn sự trưởng thành của thầy cô rất quan trọng không phải họ có một tấm bằng của học viện sư phạm họ liền có thể là một người thầy tốt phải có người đi dẫn dắt họ đi hỗ trợ giúp đỡ họ người quan trọng nhất chính là hiệu trưởng hôm qua chúng ta mấy lần nghe thấy cô giáo trần nói khâm phục hiệu trưởng triệu của mình thật sự là một câu nói hay làm trâu làm ngựa cũng cam lòng một câu nói hay này tất nhiên là xuất phát từ sự quan tâm trong tâm và cả sứ mệnh đối với nền giáo dục và cả tâm lúc nào cũng bồi dưỡng nhân tài thế hệ sau cho đất nước cái này mới cảm được các thầy cô đều có tâm nhân nghĩa như vậy cho nên hiệu trưởng và cả các trưởng bối ngành giáo dục, kinh nghiệm và trí huệ dạy học của họ nhất định phải truyền lại. Thì cô giáo trẻ như vậy mới giảm bớt thời gian tìm tòi. Rất nhiều lúc tâm thái đúng đắn chưa được xây dựng Rất có tỷ 10 năm, 20 năm mới biết tâm thái của mình bị lệch chỗ nào. Vậy đối với họ mà nói họ sẽ hết sức đuối tiếc Đối với học sinh mà nói thì là tổn thất rất lớn. Hôm qua, cô giáo Trần cũng nhắc tới mấy lần Chí thành cảm thông. Sẽ cảm thông đấy nhé. Chỉ cần chúng ta có tâm vô tư, sẽ chiêu cảm rất nhiều trợ lực. Mọi người để ý đi quan sát những hiệu trưởng đặc biệt có tình thương giáo dục thầy cô của họ phụ huynh của họ đều sẽ đặc biệt ủng hộ họ đây là sự cảm ứng lẫn nhau sự chung sống giữa người và người đều là tương tác lẫn nhau mà khởi lên trong cuộc đời một người gặp phải những cơ duyên đều không phải điều ngẫu nhiên không có một việc gì, gì là ngẫu nhiên hết đều do tâm của chính mình chiêu cảm mà tới bản thân của tôi Tốt nghiệp đại học ra được khoảng 2 năm Đã đổi khoảng 10 công việc Tại sao? Hồi đó tôi muốn kiếm tiền Cha tôi có một hôm vào phòng sách của tôi nói Ồ, oh, con đổi nhiều việc như vậy Danh thiếp của con có thể đi triển lãm rồi Hồi đó Khi tôi gặp được văn hóa truyền thống Bắt đầu học kinh điển Tâm định lại rồi từ việc muốn kiếm tiền hưởng lạc chuyển thành phải nên đi lợi ích người khác đi cống hiến mới đúng mục đích của cuộc đời là hăng say giúp người hăng say giúp người là gốc tâm thái này chuyển đổi vừa chuyển nhân duyên muốn làm thầy giáo liền xuất hiện vốn dĩ luôn nghĩ phải kiếm tiền sau đó làm thế nào cũng không thuận tại sao không có phước báo không có phước khí làm việc gì, gì cũng làm không thành quý vị có năng lực tới đâu cũng không được người trung niên rất nhiều người năng lực rất cao sau đó tài năng bị mai một bởi vì họ không có phước khí cơ hội công việc đó gọi là duyên họ có sự nghiệp hay không cái nhân của họ là họ có phước khí phước báo hay không cho nên cuộc đời này kinh sư dễ đắc nhân sư khó cầu nhưng sư có thể thay đổi những tư tưởng quan niệm sai lầm của chúng ta. Đài Loan là bảo đảo. Malaysia là bảo địa. Bảo đảo tốt ở chỗ nào? Lúc nào cũng có thể nghe được giáo huấn của Thánh Hiền. Rất nhiều đài truyền hình đều làm công ích, đều nói về giáo huấn của cổ Thánh Tiên Hiền. Có một số đài nói về kinh điển tôn giáo đều là quyến thiện. Vừa hay, tôi nhìn thấy sư trưởng của tôi giảng dạy trên truyền hình ông cụ này sao có thể giảng đạo lý được rõ ràng như vậy tự tư tự lợi tổn phước niềm niệm nghĩ cho người khác mới là thêm phước hiểu rõ rồi thì không thể làm tiếp những chuyện hồ đồ tâm niệm vừa chuyển con người có lúc thật sự cần phải tỉnh tâm lại đọc kinh điển nghe giảng kinh vừa hay lúc đó tôi ở đài đông gặp được một trường học Có một cô giáo nghỉ sanh, phải nghỉ sanh hai tháng. Tôi là người từ một đô thị lớn, người cao hùng, chạy xuống vùng quê Đài Đông. Cô giáo đó sanh xong rồi. Năm đó, quy định tốt nghiệp đại học mới có thể dạy thay. Pháp luật quy định không được vi phạm. Kết quả ở trì thượng hương dùng quê đó không tìm được sinh viên đại học. Cũng vừa lúc tôi từ đô thị lớn chạy qua đó, họ liền tìm được tôi. Nói rằng anh có thể đến dạy học sinh lớp 1 được không? Tôi vừa nghĩ tới mấy em lớp 1 đứng dậy mới tới ngang lưng tôi mà thôi. Tôi rất sợ sẽ làm các em bị thương. Đến lúc đó tức quá không nhịn nổi. Vừa túm lên liền khiến các em bị thương thì phiền phức lắm. Tôi liền từ chối. Không được. Tôi chưa nghĩ tới việc làm giáo viên. Sau đó họ lại tới nói thật sự tìm không được sinh viên đại học. Lúc này giáo huấn của cha tôi lại khởi lên không được từ chối người quá thẳng thừng nên đã miễn cưỡng nhận lời mẹ tôi nghe nói tới chuyện này liền từ cao hùng đi xe 400 trăm cây số tìm tới chỗ của tôi mẹ tôi nói mẹ đi dạy hơn 30 năm rồi nào mẹ dạy cho con coi quý vị coi đứa trẻ có mẹ thì như có bảo bối người đời này một trợ lực lâu dài nhất và lớn nhất chính là cha mẹ và anh chị em của chính mình đó là sự ủng hộ chúng ta vô điều kiện mẹ tôi tới rồi trong lòng của tôi không còn lo lắng như vậy nữa mẹ tôi nói mới có bảy đứa nhỏ nhớ lại hồi đó mẹ dạy sáu mươi mấy đứa mẹ dạy hết kết quả dạy được một ngày liền bước vào nhà mẹ tôi liền nói Sao mà bảy đứa còn khó dạy hơn sáu mươi mấy đứa? Bởi vì mẹ tôi quên mất là cái roi dạy học đó mẹ tôi đã bỏ xuống không một ít năm rồi. Mấy đứa nhỏ bây giờ đạo cao một thước, ma cao một trượng. Mỗi ngày chúng đều có tivi, ma dương đó quá là lợi hại, cho nên đều rất không dễ dạy. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của mẹ tôi, tôi bắt đầu dạy lớp này. Hình như mới hai ba ngày đầu. Lúc đó, tôi đi trên hành lang, nhìn thấy có mấy con kiến đã giảng sanh rồi. Tục ngữ nói dập thổ di an. Phím ái chúng, nhi thân nhân. Chúng ở đây là chị chúng sanh tôi sẵn tay liền đem chôn mấy con kiến đó khi tôi đang chôn lúc đó có học trò nhìn thấy tôi quỳ xuống chúng không biết tôi đang làm gì ba em học trò đi tới thầy ơi thầy đang làm gì vậy tôi nói thầy đang chôn kiến chúng đã chết rồi nhập thổ di an mấy em nhỏ đó đều rất đơn thuần học lớp 1 đi gợm tới đâu cũng đơn thuần. Mắt mở to nhìn quý vị. Nghe rất chăm chỉ. Cho nên, chúng ta nhớ lại hồi mình còn nhỏ, học lớp 1, lớp 2, đẩy cửa đi vào nhà nhìn thấy mẹ. Mẹ, cô giáo của con đói, thầy giáo của con đói. Có thể thấy thầy cô giáo trong tâm của các em có ảnh hưởng hết sức, hết sức lớn Giống như thầy cô nói câu nào cũng đều là khuôn vàng thước ngọc, không thể nào quên. Hôm sau, tôi đang đi trên hành lang, thì thấy ba em nhỏ đó đang quỳ ở đó, không biết là đang làm gì. Tôi liền đi qua đó. Mấy em đang làm gì đó? Một em trai trong đó quay đầu lại trước trả lời tôi. dáng vẻ của em trai đó tôi vẫn còn nhớ. Trắng trẻo, mập mạp. Khuôn mặt của em rất tròn em nói với tôi rất nghiêm túc thầy ơi bọn em đang chung kiến bắt đầu từ giây phút đó tôi cảm thấy cuộc đời của tôi đã tìm được một công việc hết sức có ý nghĩa chính là dạy học sự lương thiện của các em có thể từ một động tác một câu nói của quý vị làm thức tỉnh bổn thiện của các em không ngừng tăng trưởng đây là việc có ý nghĩa nhất trên thế gian tôi dạy thay được hai tháng sau đó tôi liền quay về thi lấy bằng sư phạm đài loan có lớp sư phạm phải luyện thi học phần giáo dục một năm lúc đó đi dự thi không có dễ đậu một trăm người thi đậu thì được khoảng tám chín người nhưng tôi có lòng tin là mình sẽ đậu tại sao bởi vì năm thứ nhất thi công đậu còn có năm thứ hai năm thứ hai thi công đậu còn có năm thứ ba Kiên nhẫn là gốc rễ thành công Quý vị hạ quyết tâm nhất định có thể đạt được Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Cũng rất kỳ lạ Tôi không sợ thi thêm mấy năm nữa 4 tháng rưỡi sau đó tôi đã thi đậu rồi Trước khi đến lớp Luyện thi Tôi có gặp được Cô giáo Trần Trân Cô giáo Trần Trân cách nhà chúng tôi bao xa 500 mét gần như vậy đó tại sao lại không gặp được bởi vì tâm của tôi vẫn đặt trên danh lợi tâm chuyển thành phải đi vào con đường giáo dục này rồi cái duyên này chẳng phải nối được rồi sao cho nên việc này cũng cho tôi một sự nhắc nhở thời gian không gian không phải là chướng ngại đâu mới là chướng ngại tâm là chướng ngại tâm chân thành từ bi rất nhiều trợ duyên đều tiếp nối được Tôi quen với cô giáo Trần Trân Là bởi vì học sinh của cô Là bạn gái của bạn học tiểu học của tôi Hơi bị phức tạp đó Học sinh của cô vừa hay làm bạn với bạn học lớp 5, lớp 6 của tôi Bây giờ thì cô ấy đã kết hôn có con cũng đã lớn lắm rồi Người bạn này và tôi có tình cảm vô cùng tốt Hồi đó đã làm bạn hơn 10 năm Bây giờ thì hơn 20 năm rồi Chúng tôi mới khoảng 10 tuổi đã quen biết nhau Anh rất tin tưởng tôi Lần đầu tiên có bạn gái đã dẫn tới cho tôi coi một chút Tôi là một trong những cố vấn của anh Vậy là đúng rồi Kết hôn là chuyện lớn không được sơ xuất Kết quả người bạn gái đó của anh Trong quá trình chúng tôi nói chuyện với nhau Số lần nhắc tới Cô giáo của bọn em nói Làm người phải nên thế nào thế nào đó Nhắc tới cả mấy lần Cô giáo bọn em nói Tôi liền ngồi đó nghĩ Cô giáo này là đại học Cấp 3, cấp 2 Hay là tiểu học đây Thật sự không ngờ lại là tiểu học Tôi liền chủ động hỏi cô ấy Cô giáo mà em nói là cô giáo lớp nào của em là cô giáo dạy em năm mấy tuổi. Quý nói tiểu học, tôi liền rất bất ngờ. Tôi lại sắp đi thi bằng sư phạm. Vì sao nếu như thật sự thuận lợi đi làm giáo viên rồi, một cô giáo tốt như vậy, ảnh hưởng tới cả đời của học sinh mình. Cô giáo như vậy tôi phải đi bái kiến. Cho nên tôi liền rất phấn khởi. Đi hỏi cô ấy, tôi có thể đi gặp mặt cô giáo của các em không? Quý nói, được. Em có gì hỏi cô giáo em một chút. Tối hôm đó tôi liền cảm thấy hình như mình hơi bị đường đột. Thầy cô là trưởng bối. nó không chừng người ta đang bận. Đột nhiên nói muốn gặp người ta. Người ta cũng không biết có định sắp xếp hay không. Sáng hôm sau tôi liền gọi điện cho cô ấy. Tôi nói, chuyện này tôi thấy hay là từ từ đã, hình như là quá đường đột. Cô ấy nói, tối hôm qua em đã nói với cô giáo em rồi. Cô giáo em nói được, muốn cùng anh gặp mặt. Đã hẹn xong rồi, tuần này nha, Vậy là đã hẹn rồi. Cái duyên này, ông trời đã an bài. Tôi liền hoan hỷ, chấp nhận. Kết quả, chỉ cách có 500 mét, bạn tôi đón tôi xong, thì đi đón cô giáo Trần. Khi lên xe, cô giáo ngồi phía trước. Cô quay đầu lại, cô nói đầu tiên đối với thái độ dạy học của tôi, có ảnh hưởng hết sức lớn. Câu đầu tiên cô nói Hơn 30 năm nay Học sinh của cô đã dạy cô rất nhiều thứ Câu nói này Tương ứng với một câu nói trong lễ ký học ký Là giáo học tương trưởng Học sinh là đến để thành tựu đạo đức trí huệ của chúng ta Tại sao? Học rồi mới biết không đủ Dạy rồi mới biết khó khăn biết không đủ biết được mình có những chỗ còn thiếu sót sau đó có thể tự kiểm điểm chúng ta mở luận ngữ ra lấy khổng phu tử làm tấm gương chúng ta học tập theo ngài nhìn thấy câu nói đó học không biết chán dạy không biết mệt chẳng phải chúng ta đã cảm nhận được khoảng cách so với khổng phu tử rồi sao tự mình phản tỉnh đi nâng cao đi sửa lỗi tự phản tỉnh biết khó khăn trong quá trình chúng ta dạy học khi truyền thụ tri thức học sinh vừa hỏi chúng ta không trả lời được chúng ta còn có chỗ chưa thông suốt cho nên biết khó sau đó có thể tự cường thầy cô giáo chúng ta nếu như giống sự việc hôm qua trên facebook thì cô hãy gặp phải liền nói ngay Nhất định là mình có chỗ thiếu sót, mình có chỗ sai lầm. Mình phải làm sao mới đột phá được nút thắt này. Họ biết tự cường. Họ biết đi thịnh giáo. Cho nên tâm thái sự trưởng thành của thầy cô giáo là điều hết sức quan trọng. Nhưng người trẻ tuổi bây giờ, quý vị muốn mức trưởng thành của họ bỗng chốc cao như vậy, cũng không phải không thể. Bắt buộc hiệu trưởng, các trưởng bối ngành giáo dục chúng ta phải dẫn dắt, bao gồm cả không khí học tập của thầy cô giáo trong cả trường có thể xây dựng lên. Hơn nữa, không khí học tập đó xây dựng rồi, họ sẽ không đơn thương độc mã nữa. Tất cả các đồng nghiệp cùng một khối của họ sẽ cùng họ tới đối diện với tình hình dạy học này, tới ủng hộ họ, tới giúp đỡ họ. Ví dụ nói, năm học này có 10 thầy cô giáo Tất cả kinh nghiệm dạy học, kể cả tài liệu giảng dạy của 10 thầy cô giáo toàn bộ đều có thể đem ra cung cấp. Thì các thầy cô sẽ cảm thấy rất có trợ lực. Nhưng nếu như những thầy cô này không bài dụ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cứ luôn đơn thương độc mã, có mệt không? Có khổ không? Có thể bây giờ họ đối mặt với một nút thắt. Có thầy cô đã từng trải nghiệm rồi. Họ liền đem phương pháp, đem những kinh nghiệm này cung cấp ra có thể phiền não của thầy cô đó liền được giải trừ đi Cho nên xây dựng đoàn thể dạy học rất là quan trọng Thật ra chúng ta cảm nhận được rằng Thầy cô bây giờ có giấc giả không? Rất giấc giả Quý vị hiệu trưởng Quý vị cũng là người ở xa trường lâu năm Quý vị cũng đã từng là thầy cô giáo Quý vị là người từng trải đặc biệt có thể đặt mình vào hoàn cảnh đó đồng cảm lẫn nhau sự thành lập trung tâm ngày nay cũng chính là một công tác rất quan trọng và chi diện tất cả thầy cô giáo trong ngành giáo dục bởi vì họ rất là không dễ dàng cô giáo trần chân tại sao muốn làm tổ công tác giáo viên này hy vọng thông qua tổ chức này đem kinh nghiệm của bản thân kể cả tất cả kinh nghiệm của những trưởng bối những tiền bối này có thể ở trong tổ chức này có thể cúng dường cho những thầy cô giáo trẻ mấy ngày nay quý vị hiệu trưởng quý vị đã có thể đem kinh nghiệm của mình cung cấp ra chúng tôi hấp thu những kinh nghiệm này cũng sẽ chia sẻ với đồng bào các thầy cô trong tổ công tác giáo viên cho nên mọi người nhất định phải cung cấp ra trước đây chúng tôi có nói với mọi người về tài bố thí được tài phú pháp bố thí trí huệ kinh nghiệm của quý vị cung cấp ra được thông minh trí huệ phải cung cấp nha cung cấp ra rồi được thông minh trí huệ không cung cấp ra thì rất đáng tiếc chúng ta rời khỏi thế gian này đi về với đức mẹ thì rất đáng tiếc. Mấy ngày nay nói với mọi người về quân đạo, và sự thực hành thực chất của quân đạo chính là tam bảo mà đạo tổ tiên chúng ta nói, quân thân sư đây là ba vai trò quan trọng nhất trên thế gian ba vai trò này chân chánh thiên hạ liền được an định quân là lãnh đạo một quốc gia một đoàn thể thân là cha mẹ đại diện gia đình cha mẹ có trí huệ có đức hạnh thế hệ sau sẽ sanh nhân tài thế hệ sau sanh nhân tài quốc gia dân tộc sẽ cường thịnh gia đình an định rồi xã hội nhất định an định bởi vì gia đình là tế bào của xã hội tế bào được khỏe mạnh rồi đâu có chuyện cơ quan nào thân thể nào không khỏe mạnh được gia đình đều an định rồi xã hội quốc gia nhất định sẽ ngày càng hưng thịnh đây là đạo lý tất nhiên cho nên cha mẹ rất quan trọng vậy giữa cha và mẹ ai quan trọng hơn Mẹ, lát nữa tôi sẽ lấy một ví dụ Là lời của khổng tử nói, không phải lời của tôi nói Mọi người có nghe qua từ bà chủ gia đình chưa? Chú ý, từ chủ đó là dành cho người mẹ Mọi người có nghe qua ông chủ gia đình chưa? Bà chủ gia đình là từ khổng tử Trong khổng tử gia ngữ có nói tới Lát nữa tôi sẽ chứng minh cho mọi người coi cho nên thai giáo của người mẹ đức hạnh của người mẹ tốt ai cũng sanh được nhân tài đứa con này cứ còn chưa ra đời nó đã bị ảnh hưởng của người mẹ rồi hơn nữa còn hết sức trực tiếp lúc đó nó rất là thanh tịnh một thiện niệm của người mẹ nó đều nhận được hết một ác niệm của người mẹ nó cũng nhận được cho nên Lão tổ tiên của chúng ta đối với những chân tướng cuộc đời này hiểu hết sức rõ ràng. Có một người mẹ thích đánh mạc trượt. Hơn nữa, cô cũng nghe nói hình như nói gì mà Thái giáo rất quan trọng đó. Cô liền lấy một máy ghi âm sau đó mở ra. Con trai, nghe kỹ đây. Mẹ đánh mạc trượt người bây giờ không hiểu rõ phải trọng thực chất không thể làm những việc trên bề mặt kết quả đứa con này của cô sau khi ra đời rất là thú vị buổi tối nó không ngủ bởi vì đánh mặt dược thường tức đêm sau đó khi nào nó mới ngủ phải có tiếng mặt dược đó khấu khấu có âm thanh đó khi nó ở trong thai đã quen nghe âm thanh này rồi nó mới ngủ được cho nên quý vị coi sự ảnh hưởng trong bào thai đó là rất lớn. Tôi có quen một người bạn. Tính tình của cô ấy rất là ôn hòa. Nhưng con trai của cô thì lại vô cùng nóng tính. Bản thân cô cũng rất là khó hiểu. Tôi liền hỏi cô. Khi cô đang mang thai, khoảng thời gian đó, tình hình công việc, cuộc sống như thế nào? Cô nói khoảng thời gian đó là khổ nhất. Người chồng lại giống như đi đâu mất. Vì gì cũng đè trên người cô Mỗi ngày đều mệt chết được Điểm cơ hội đó đã bị đánh mất Lúc đó cô rất có tâm trạng Đứa con cũng bị ảnh hưởng Cho nên đoạn này Phải quay về nói cho thầy cô trong trường của quý vị nghe Nếu như lúc họ mang thai mà bán học trò Còn đánh học trò Còn của họ sẽ tổn thương rất nghiêm trọng Nói cho mọi người nghe Một người nếu như nóng giận với cha mẹ nóng giận với cấp trên sẽ hại tới não. Bây giờ, rất nhiều người bị đau nửa đầu. Đau nửa đầu bên trái là bất kính đối với cha mẹ, đối với chủ quản nam. Nam tả nữ hữu. Thiên nhân hợp nhất là sự thật, không phải giả. Điều này đạo tụ thì chúng ta đều đã dạy rồi. Mộc hỏa thổ kim thủy ngũ hành hoàn toàn tương ứng với nhân nghĩa lễ trí tính ngũ hành này và ngũ tạng và ngũ thường và rất nhiều thứ toàn bộ đều tương ứng với nhau sau cùng sẽ quay về tương ứng với nhân tâm mộc nhân hỏa lễ thổ tính kim nghĩa thủy trí nhân giả lạc sơn trí giả lạc thủy thủy ở đây nghĩa là trí ngũ tạng nhân gan cho nên người có gan không tốt tâm nhân từ không đủ nhất là vô cùng dễ bị nổi giận phẫn nộ sẽ hại tới gan cho nên nộ sẽ hại gan hơn nữa gan lại thông với mắt mắt sẽ không tốt người gan tạng không tốt thì mắt bị vàng buổi sáng thức dậy bị rất nhiều tia máu mắt thật ra chúng ta biết nhìn tình hình sức khỏe của chính mình thì có thể tra được sự tu dưỡng của bản thân chỗ nào có vấn đề cho nên lão tự nói tri nhân giả trí biết được người nhìn hiểu người là trí huệ tự tri giả minh có thể nhìn rõ vấn đề của mình mới là người sáng suốt lễ tim tạng quý vị rất ngạo mạn tính khí nóng nảy thì quý vị sẽ vô lễ sẽ hại tới tim từ tâm trạng mà nói đó chính là hận hận sẽ hại tứ tim từ ngũ quan quý vị mà nói lưỡi của quý vị sẽ thường có vấn đề cho nên người thường bị cắn trúng lưỡi có thể là tính nóng quá lớn kể đó miệng lại thường bị lỡ tức là thường xuyên nói chuyện thị phi của người khác khẩu nghiệp quá nặng đều sẽ thể hiện trên thân thể quý vị. Quý vị đối mặt với trưởng bối mà vô lệ cũng là hại tới đầu giữa các anh em. Quý vị hay tranh cãi với anh của mình. Quý vị sẽ tổn hại tay trái của mình. Nam tả, nữ hữu. Đã mấy tháng không gọi điện cho chị em gái của mình rồi chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt sẽ hại tới tay phải của quý vị giữa hai vợ chồng thì sẽ hại tới lưng quý vị giận cấp dưới không chịu được tức tới nỗi quý vị không ngủ được luôn sẽ hại tới chân của quý vị cấp dưới của quý vị là nữ hại chân phải cấp dưới của quý vị là nam hại chân trái mọi người chú ý có người tai biến liệt nửa người liệt bên phải liệt bên trái trong tâm của họ quá nhiều oán hận oán ai Quý vị có thể oán anh em. Tay phải quý vị sau cùng bị tai biến thì không nhấc lên được oán cấp dưới của mình. Hoặc là quý vị bực bội con cái của mình không chịu được. Quý vị bực con trai của mình, chân ra quý vị chắc chắn không tốt. Cho nên những học vấn này của lão tổ tiên rất di diệu. Tính, hại tứ tỳ gan tim tỳ phổi thận đây là ngũ tạng oán giận Điều này sẽ phản ánh trên thân thể của quý vị. Tiếp đó, cái nghĩa này sẽ hại tới phổi. Tức là thường tức giận. Phẫn độ sẽ hại tới phổi. Như vậy mũi của quý vị sẽ không tốt. Quý vị hại tới phổi, phổi tương thông với mũi. Thường thường buổi sáng thức dậy sẽ chảy nước mũi. Cái này đều có liên quan. Nghĩa tương ứng với phổi, ngũ thường và ngũ tạng đều có liên quan với oán hận não nộ phiền. Trí là hại thận. Thận sẽ vì quá nhiều chuyện khiến cho quý vị buồn phiền mà hại tới thận. Có lúc chúng ta nói là ôi trời phiền phức quá đi phiền phức chết mất đi thần của quý vị sẽ không tốt tôi có một lần có tặng mỗi đồng nghiệp của mình một quyển tứ thư đọc bản tiết yếu trích dẫn ra những tinh hoa trong tứ thư một quyển sách nhỏ cầm tay tôi nói quý vị rút một cách rất thành tâm đều sẽ rút được một câu có liên quan nhất với quý vị bởi vì trong bộ quyển sách tôi có viết một câu cách ngôn chúng tôi có người phụ trách một bộ phận vợ chồng của họ đều làm ở đơn vị của chúng tôi hôm đó anh chồng vừa vào cửa đã nói với vợ của mình phiền quá phiền quá thật là phiền chết mất vợ của anh liền nói anh khoan đừng phiền anh đi rút một quyển sách anh liền đi rút một quyển kết quả rút xong vừa mở ra người làm việc lớn không được phiền phiền sẽ loạn anh điền thấy giật mình, sao lại đúng quá vậy? Thật ra chúng ta làm sự nghiệp giáo dục truyền thừa văn hóa. Trong vô hình, nhiều thuấn vũ thang, văn võ chu công, những tổ tiên này đều đang bảo hộ. Các ngài sẽ dùng rất nhiều chuyện nhỏ để nhắc nhở chúng ta. Chúng ta phải rất nhạy bén mà cảm nhận sự giúp đỡ của các ngài đối với chúng ta. Sau cùng, thận sẽ phản ánh ở lỗ tai điều này chúng ta sẽ không mở rộng ra nữa ngũ sắc xanh vàng đỏ đen trắng xanh những thứ màu xanh thì tốt cho gan quý vị coi màu sắc của thực phẩm vàng tốt cho tỳ đất đỏ tốt cho tim đen tốt cho thận trắng tốt cho phổi mè trắng thì tốt cho phổi mè đen thì tốt cho thận quý vị coi thế giới tự nhiên thật ra cũng tương ứng với nhau tiếp theo sư tuần tự dẫn dắt không hề mệt mỏi truyền đạo thọ nghiệp đây chính là sư phải biểu diễn tốt mỗi một vai trò trong cuộc đời chúng ta hôm nay chủ yếu nói về phải biểu diễn tốt vai trò một người lãnh đạo ba tinh thần này nhất định đều phải khế nhập chúng ta phải thương yêu cấp dưới của mình như là người nhà vậy chúng ta phải dẫn dắt họ có giá trị quan đúng đắn có lý niệm dạy học phương pháp dạy học đúng đắn đi là sư của chúng ta còn phải nắm lấy tất cả điểm cơ hội giống như hôm qua cô giáo trần Trân nói về facebook đó thầy hiệu trưởng đó có đi xử lý không ảnh hưởng sẽ hết sức lớn thầy có thể dẫn dắt giáo viên này dùng thái độ đúng đắn để đối mặt vấn đề đó vấn đề đó sẽ không bị lan rộng trước đây chúng tôi nói với mọi người về vụ bổn tức là một người lãnh đạo hoặc là chủ đạo là lãnh đạo cả sự nghiệp giáo dục đối với gốc rễ của sự giáo dục họ phải ghi nhận rất rõ ràng tiếp đó nguyên tắc lấy thân làm mẫu của quân rất là quan trọng Tiếp theo, hôm qua cô giáo Trần Chân cũng có nói rằng quý vị phải tri nhân. Quý vị phải biết dùng người. Thuấn Dương cai trị thiên hạ, Ngài chỉ đã dùng năm người. Thiên hạ đại định. Ngài dùng đại vũ quản lý thủy lợi. Dùng tiết quản lý giáo dục. Dùng tắc để phụ trách cả sự nông canh dùng cao đào để phụ trách về hình pháp về quản lý dùng bá ít để quản lý sông núi đài trạch năm người thiên hạ liền được an định nhưng nếu như quý vị dùng người không đúng thì mỗi ngày sẽ đều xuất hiện vấn đề quý vị sẽ không bao giờ hết chuyện để xử lý cho nên biết cách dùng người cũng là điểm then chốt trong quân đạo trong thân chúng ta có nhân nghĩa có sứ mệnh. Chúng ta thương người, thương yêu thầy cô, thương yêu con trẻ. Sư, chúng ta có thể tuần tự dẫn dắt giáo hóa thầy cô, giáo hóa học sinh. Những điều này đắc đời chúng tôi sẽ trao đổi với mọi người những câu trong quần thư trị yếu chúng ta coi sự lấy thân làm mẫu trước trong đại học có nói tới một câu từ thiên tử cho tới thứ dân đều lấy việc tu thân làm gốc câu nói này rất quan trọng một người trong đời này biểu diễn tốt vai trò của chính mình làm tròn trách nhiệm của mình từ hoàng đế thiên tử cho tới lão bá tánh bình thường đều phải lấy cái gì làm gốc? Tu thân làm gốc. Hoàng đế phải lấy việc tu thân làm gốc. Nông phu phải làm người cha tốt, người con tốt. Họ cũng phải tu thân làm gốc. Vậy, thân phải tu như thế nào? Phải bắt đầu từ đâu? Đại học lại nói với chúng ta, cổ chi dục minh minh đức ư thiên hà giả chúng ta hy vọng có thể lợi ích thế giới phải bắt đầu từ đâu trước phải trị quốc trước đất nước của chính quý vị phải làm ra tấm gương trước thì người ta mới tin quý vị người muốn trị quốc phải tề gia trước người muốn tề gia phải tu thân trước người muốn tu thân phải chánh tâm trước tu thân phải bắt tay từ đâu tu cái tâm này người muốn tránh tâm phải thành ý trước, phải chân thành. Chân thành có dễ không? Chân thành là thứ mỗi một người đều có. Mọi người có cảm thấy khi coi xong y đạo chúng ta hết sức chân thành không? Bởi vì đã chạy không ít nước mắt, nước mắt đó sẽ rửa sạch một số thói quen của chúng ta, luôn cảm thấy mỗi một người đều rất đáng yêu, nhưng chưa chắc đã giữ nhìn được. Có thể vừa nhìn thấy một người nào đó khi nóng lại bốc lên, sự chân thành lại không còn nữa. Cho nên muốn tránh tâm thành ý thì bắt tay từ đâu? Người muốn thành ý phải trí tri trước. Quý vị phải hiểu lý. Hiểu rõ ý niệm này của mình không đúng. Câu nói này của mình không đúng. Mình làm như vậy là không đúng. Biết rồi mới có thể đi sửa. Không biết thì sẽ không biết bắt đầu sửa từ đâu. Nhưng trí tri tại cách vật phiền não nhẹ rồi trí huệ mới tăng trưởng chúng ta đã đọc không ít sách nhưng trên thực tế những kinh điển này chúng ta thật sự dùng được thì rất ít tại sao bởi vì ngạo mạn vẫn chưa trừ bỏ luôn cảm thấy kinh điển đều là nói người khác không phải nói về mình trước đây tôi đọc luận ngữ cũng đã đọc không ít nhưng một câu cũng không thọ dụng bởi vì tâm thái này của tôi không đúng bởi vì trong luận ngữ nhiều nhất là những câu như thế nào quân tử và tiểu nhân phải không quân tử cầu chính mình tiểu nhân cầu người khác quân tử trọng nghĩa tiểu nhân trọng lợi rất nhiều những câu như vậy Quân tử hòa mà bất đồng, tiểu nhân đồng mà bất hòa. Đã đọc nhiều câu như vậy, không một câu nào tôi dùng được. Tại sao? Bởi vì khi tôi đọc, quân tử, vừa đọc tới quân tử đừng cảm thấy quân tử, quân tử chỉ mình. Vừa đọc tới tiểu nhân, ô, oh, tiểu nhân, tiểu nhân chỉ người khác. Tâm thái không đúng nữa. Không cách nào nhìn vào trong để thấy vấn đề của chính mình sẽ không cách nào tu hành, không cách nào tu thân được. ba biên tập học làm người tốt cho nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm a di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền búng ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật mo i see No